Thưa quý vị, thực hiện chủ đề tháng thanh niên, tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, các cơ sở đoàn tại địa phương đã bắt đầu triển khai nhiều nội dung cụ thể. Một trong số những hoạt động thiết thực đó là chương trình số hóa cái địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Tại Hải Châu, quân đoàn đã triển khai cuộc thi xây dựng clip Tự hào Hải Châu, số hóa cái địa chỉ đỏ trên địa bàn. Theo đó, các tổ chức cơ sở đoàn sẽ triển khai nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập tài liệu, thông tin, hình ảnh về các di tích, các địa điểm văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các cây cầu, điểm vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn, triển khai xây dựng các clip giới thiệu về các địa điểm đó. Sau cuộc thi, các đơn vị tiến hành gắn mã QR code có chứa thông tin về địa chỉ đỏ nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của người dân và đoàn viên thanh thiếu nhi. Với chủ đề là tuổi trẻ Hải Châu tiên phong trong chuyển đổi số, chúng tôi sẽ chọn ra những tác phẩm dự thi tốt nhất để chúng tôi phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan sẽ tổ chức số hóa các địa chỉ đỏ ở trên địa bàn quận. Với phương châm thiết thực hiệu quả, chương trình số hóa các địa chỉ đỏ đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đoàn viên thanh niên, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội tích cực. Thanh niên là ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho công nghệ, vì vậy là cái cuộc thi này gọi là một cách để ứng dụng cái công nghệ số hóa vào trong lịch sử, vừa là có thể giúp cho thiết thực lan tỏa trong đoàn viên thanh niên ngày càng rộng rãi hơn, làm mà quảng bá văn hóa. Hành trình số hóa địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Hải Châu sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng thanh niên và kéo dài đến cuối tháng 4 năm 2023. Thông qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa du lịch tại các địa chỉ đỏ, cũng như giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử và phát huy bảo tồn văn hóa địa phương.